hiệu là Dot. Kèo này chắc là ngon luôn các bạn cố gắng làm nha các bạn, mà nhiệm vụ cái luôn. Rồi để tham gia chương trình này góp các bạn nhận được 2000 token Dot khoảng 5 đô và mỗi một lượt ghép khoảng 400 Dot khoảng 1 đô. Rồi đầu tiên để tham gia chương trình này góp các bạn click phần link mô tả mình để chat bot, các bạn bấm nút ta nha các bạn. Sau khi các bạn bấm nút ta nó ra một cái giao diện gì nè. Rồi các bạn bấm vào nút Star Com Bay nha các bạn. Rồi gì? Rồi các bạn join vào kênh group và một kênh channel nha các bạn. Join vào hai kênh. Rồi bạn bấm vào nút chat me. Sau khi bấm vào chat me xong các bạn vào qua bên follow request và pinbot. Sau khi request và pinbot xong các bạn gửi lại cho nó một cái bài mà các bạn tự quyết nha các bạn. Gửi lại cho nó một bài tự quyết xong các bạn nó kêu mình now ni met you dot. Gửi cái địa chỉ đó có bắt đầu từ chữ V nha các bạn dùng ví MetaMask, chút wallet, intercan gì các bạn cập nhật ví đốt vào nha các bạn, nền tảng EC20. Rồi các bạn bấm vào balance các bạn sẽ nhận được 2000 token nha các bạn, mỗi một lượt ghép thì 400 đốt. Là mình đã nhận được 20.000 rồi, 2000 đốt nha các bạn. Vậy video của mình kết thúc, mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn cứ để lại comment bên dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn. Vì chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Video này rất là dễ. Các bạn dùng ví chút wallet, các bạn gõ chữ đó, các bạn cập nhật vào mà gõ địa chỉ cho nó các bạn.